Vừa rồi thì chúng ta đã trao đổi về chương trình UI/UX, vai trò lịch sử của nó, rồi chúng ta làm quen với giao diện, chúng ta làm quen với cách thiết lập đầu tiên của tài liệu, thêm trang, bớt trang, vân vân, quản lý trang, điều chỉnh về khoảng chừa lề, bát chữ, tạo trang master và đặt các thứ cần thiết lên trang master đó, rồi nhân bản các trang master và gán trang master cho một số trang nào đó mà chúng ta mong muốn ở trong tài liệu. Đấy là những khái niệm đầu tiên. Thế thì sau khi mà chúng ta nắm được những cái khái niệm cơ bản về tạo tài liệu, quản lý, xử lý các trang ở trong đó rồi, thì phần tiếp theo là bắt đầu chúng ta sẽ đưa tài nguyên từ bên ngoài vào. Bản chất của cái trang tài liệu mà làm bằng InDesign này thì nó rất khác so với lại các cái dạng mà chúng ta quen gọi là thiết kế khác. Ví dụ như là chúng ta làm việc với Photoshop thì là chúng ta phải có một cái ảnh để mà chúng ta chỉnh sửa, chúng ta ghép cái ảnh khác đấy, và tính chất của nó thì nó thuộc về dạng editing, tức là có tài liệu rồi mà chúng ta chỉnh sửa cái tay của nó. Thế còn nếu như mà chúng ta làm việc với Illustrator hoặc là Corel Draw thì chúng ta sẽ làm việc với một trang trắng mới tinh, và lúc đó chúng ta mới thiết kế một cái logo, chúng ta mới thiết kế một cái visit, chúng ta mới vẽ một cái hình gì đó, chúng ta mới tạo ra một cái poster hay một cái gì đó vân vân. Thì về mặt bản chất nó thuộc dạng là creating, tạo mới một cái gì đó từ một ý tưởng ban đầu đấy. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái tài liệu nhất định để mà đưa thêm vào, nhưng về mặt nguyên tắc, về mặt bản chất thì chúng ta sẽ thấy là nó thuộc dạng sáng tạo mới một cái gì đó. Thế còn InDesign thì nó không nằm trong hai phạm trù đấy, mà nó thuộc về một thao tác được người ta gọi là layout, tức là sắp xếp các thứ tài nguyên đã có thành một ấn phẩm đấy. Và sắp xếp của chúng ta sắp xếp những cái gì? Chúng ta sắp xếp có ba thành phần. Một là đã là sách vở, tài liệu nhiều trang thì trước hết là phải nói là nội dung là chữ, đúng không? Thế chữ thì ở đâu ra? Chữ thì chúng ta có đánh được ở trong InDesign hay không? Đánh được. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ nhận cái tài nguyên đấy từ bên ngoài vào. Mà thường là chúng ta sẽ nhận từ Word. Đó, một tài liệu Word nào đó đã đánh rồi và chúng ta sẽ lấy cái tài liệu đó chúng ta đưa vào đây. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là ảnh. Nếu như trong sách của bạn mà có những cái ảnh mang đến minh họa thì bạn phải nhập cái ảnh đó từ ngoài vào và bạn đặt, bạn bố trí nó vào trong quyển sách của mình. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là nếu như bạn có một cái hình vẽ minh họa hay là một cái logo nào đó thì bạn cũng sẽ phải lấy từ một cái chương trình mà đã tạo ra cái đó, tạo ra cái logo hoặc là cái hình vẽ minh họa đó. Thì bạn có thể lấy từ Corel Draw hoặc là bạn lấy từ Illustrator bạn đưa vào. Thế như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái tài nguyên mà chúng ta làm việc ở trong cái design, về mặt nguyên tắc là nó làm việc với ba thứ, đó là làm việc với văn bản, làm việc với hình ảnh và làm việc với hình minh họa, hình vẽ minh họa, vector. Đấy. Thế thì InDesign nó chỉ là một môi trường để sau khi mà nhập những cái tài liệu từ bên ngoài đấy vào thì người ta sẽ sắp xếp bài trí nó làm sao trở thành một cái bài báo, một bài ở trong tạp chí hoặc là một cái bài ở trong cuốn sách. Đó, một nội dung gì đó trong trong cuốn sách. Thì bản chất của nó là sắp xếp các tài nguyên. Thế nhưng trước khi mà sắp xếp được tài nguyên thì bạn cần phải lấy được cái tài liệu bên ngoài vào. Nếu mà nói ví von thì mình có thể hình dung là InDesign nó là thằng đầu bếp. Đó. Nó sẽ lấy tất cả những cái nguyên vật liệu từ các cái nhà cung cấp khác và nó nấu thành các món khác nhau. Bản thân nó không trồng lúa, bản thân nó cũng không nuôi gà vịt, không có làm cái gì cả. Nó chỉ lấy các thứ về nó nấu thành một món thôi. Rất ít thứ được tạo ra ở ngay trong môi trường InDesign đấy, mà hầu hết là sắp xếp các cái tài nguyên ở bên ngoài. Thế thì bây giờ để đưa vào thì chúng ta sẽ lần lượt làm quen với mấy cái khái niệm để đưa tài nguyên từ bên ngoài vào. Để đưa tài nguyên từ bên ngoài vào thì chúng ta sẽ vào menu file, sau đó thì chúng ta tìm tới lệnh place hoặc là nhấn phím Ctrl D. Phím lệnh thì chỉ có một thôi, phím tắt cũng chỉ có một. Thế còn tùy vào việc là bạn chọn tài liệu gì thì nó sẽ đưa tài liệu đó vào. Thế trước hết là chúng ta sẽ làm việc với lại tài liệu dạng text. Thế thì text thì hay là văn bản,
Thực ra thì chúng ta có ba cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với văn bản hoặc là tạo ra văn bản ở trong trang này. Một là các bạn có thể gõ trực tiếp. Thằng này mặc dù nó không phải sinh ra để InDesign không phải sinh ra để mà gõ văn bản giống như Word, nhưng thực ra thì nó làm được tất cả mọi việc Word làm. Đấy, bạn gõ cái gì được ở trong Word thì thằng này nó cũng gõ được như thế. Không nói là nó còn tinh vi hơn, tại vì là Word thì nó chỉ là cái dạng trình bày văn bản đơn thuần thôi, vẫn là văn bản dạng văn phòng, còn cái thằng này nó là cái chương trình để mà trình bày, cho nên là cái thế mạnh của nó có thể trình bày tỉ mẩn hơn, và có những thứ út không làm được thì nó cũng làm được. Đấy. Thế thì nhưng mà trước hết để làm được cái việc đó mà tự tạo ra út, tự tạo ra văn bản ở trong này, thì chúng ta sẽ chọn công cụ text chữ T ở trong công cụ. Sau đó thì các bạn sẽ phải nhấp chuột vẽ ra một cái hộp chứa text. Tại vì ngay ban đầu cần nói là cái thao tác mà làm việc với văn bản hay là bất cứ cái gì ở trong InDesign thì nó cũng phải có một hộp chứa, text cũng không ngoại lệ. Muốn có text thì chúng ta cũng phải vẽ ra hộp chứa text đã. Và thường thường thì hộp text này, nếu như mà chúng ta nói luôn là chúng ta làm sách, thì luôn luôn nó sẽ vẽ bằng đúng cái gì đây nhỉ, bằng đúng cái bát chữ này. Đấy. Sau khi mà hộp text vẽ xong, chúng ta sẽ thấy có dấu nháy nhấp nháy như thế này, và lúc này chúng ta bắt đầu nhập văn bản vào trong. Ví dụ như này, đó. Tôi sẽ gõ văn bản trực tiếp giống như là tôi gọi trong Word. Và bạn sẽ thấy rằng nó cực kỳ giống Word ở cái đoạn là hộp của chúng ta vẽ ra như thế nào. Sau khi mà chúng ta nhập tài liệu vào thì nó cứ hết cái ranh giới chiều ngang của hộp thì nó tự ép văn bản ra xuống dọc giống hệt cái trang Word thôi. Văn bản của tôi đây đó. Thế đây là cách đầu tiên nhé, là chúng ta sẽ vẽ ra hộp text và đặt dấu nhắc công cụ vào trong đó, sau đó thì nhập nội dung văn bản vào giống hết như chúng ta làm Word. Đây là cách đầu tiên, tuy rằng là rất ít người làm như thế này đấy, nhưng mà nó cũng là một cách, cho nên là chúng ta cũng sẽ phải trao đổi đầy đủ tất cả các phương pháp. Phương pháp thứ hai là gì? Phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ copy một cái đoạn văn bản ở đâu đấy, tôi không cần quan tâm nó là thuộc về một tài liệu Word hay là một tài liệu bất kỳ, hay là một trang web, hay là một cái gì đó. Nói tóm lại chỉ cần là văn bản chúng ta có thể bôi đen, chúng ta copy được, thì chúng ta có thể lấy cái nội dung đó và chúng ta dán vào trong tài liệu này. Ví dụ tôi có một trang web như thế này, đúng không? Bây giờ tôi bôi đen, tôi lấy một đoạn. Ví dụ này, ok, tôi có hết cả nội dung trang web này, đúng không? Sau đó thì tôi đưa vào đây, đặt trỏ chuột vào trong cái hộp text này, sau đó thì Ctrl V dán vào, lập tức tôi sẽ đưa được cái nội dung này vào trong trang. Đó. Như thế đây là cách thứ hai để mà chúng ta nhập nội dung vào trong cái trang tài liệu InDesign, tức là copy từ đâu đấy, copy từ một nguồn nào đó bằng cách bôi đen văn bản, và sau đó nhấn Ctrl C quay sang bên này, tôi đặt trỏ chuột vào trong hộp text và tôi nhấn Ctrl V để tôi dán cái khối văn bản rồi đã copy vào đó. Đây là cách thứ hai. Đó. Cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là chúng ta nhập nội dung từ một cái tài liệu Word. Lần này thì chúng ta xác định luôn chính xác là tài liệu Word. Vậy thì trước hết là tôi phải có một cái tài liệu mẫu đã, đúng không? Này, tôi mở Word ra. Tôi copy nội dung hay tôi đánh nội dung ở trong Word thì tôi không cần quan tâm, nhưng nói tóm lại là chúng ta cần phải có một tài liệu Word. Này, bây giờ tôi dán cái văn bản mà tôi lấy ở đâu đấy hoặc tôi gõ trực tiếp vào. Thế bây giờ có rồi thì mình phải lưu cái tài liệu Word này lại đã, đúng không? Save. Ví dụ tôi lưu nó vào đâu đấy.
Ok, bây giờ tài liệu của chúng ta có rồi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đưa nó vào như thế nào? Đây, chúng ta sẽ làm cách như sau để chúng ta đưa tài liệu Word vào. Lúc này thì chúng ta sẽ không cần vẽ ra bất cứ cái hộp nào cả, mà chúng ta sẽ nhập nguyên cái nội dung từ một cái tài liệu Word vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ thả nó vào trong cái trang của chúng ta. Để thực hiện thì chúng ta vào menu File, sau đó thì chúng ta vào Place hoặc là nhấn Ctrl D. Sau khi mà chúng ta ra lệnh này thì chúng ta sẽ chọn tới cái nơi mà chúng ta chứa cái nội dung mà chúng ta muốn đưa vào. Đây ví dụ tệp này. Đó, tôi chọn tệp này. Sau đó tôi nhấn Open. Thế nhưng mà khi mà chúng ta làm việc với tài liệu Word thì nó lại có một cái vấn đề. Đó là tài liệu này được yêu cầu là phải đang đóng. Tài liệu đang mở thì nó sẽ nhắc nhở và nó không cho phép chúng ta nhập cái nội dung của cái tệp đó vào. Lý do thì rất đơn giản. Tại vì là nếu mà chúng ta làm việc với một cái tấm ảnh hay là chúng ta làm việc với lại một một cái hình vẽ hay là một cái bản thiết kế nào đó thì cái việc quán xuyến và kiểm tra nó tương đối là dễ. Tại vì dù sao nữa nó cũng chỉ làm ở trong một cái tài liệu thôi. Nhưng mà cái tài liệu InDesign của chúng ta về mặt nguyên tắc nó làm việc với rất nhiều thứ và rất nhiều trang. Nhất là đối với text thì nó rất là dài. Cho nên là yêu cầu đầu tiên là nó phải hạn chế được đến mức tối đa những cái lỗi mà phát sinh. Và lỗi ở đây là gì? Lỗi ở đây có nghĩa là nếu như một tài liệu đang mở thì nó cho rằng là tài liệu đang mở thì có thể là sẽ bị sửa. Có thể sẽ thêm nội dung vào hoặc bớt nội dung đi hoặc là không thêm không bớt thì nó sẽ sửa chữa một vài lỗi chính tả nào đấy chẳng hạn. Và tài liệu đang mở thì không có gì đảm bảo rằng đấy sẽ là bản sửa cuối cùng. Thế nếu bây giờ mà tôi nhập một cái bảng mà đang sửa dở vào mà cho phép nhập thì đến lúc mà đóng lại lưu lại thì nó có thể nội dung nó đã khác đi một ít rồi, và như vậy là chúng ta không phải là sử dụng cái bản cuối cùng nữa. Vậy thì nó sẽ nhắc nhở chúng ta rằng là không được phép như thế. Nếu mà nhập một nội dung ở Word vào thì yêu cầu là cái file đó phải là file đã đóng lại đã lưu rồi và tất cả những gì sửa thì đã sửa rồi, hoặc nếu không sửa thì cũng đảm bảo rằng là nó cũng là cái tài liệu không sửa, không có bị thay đổi gì hết. Do đó thì chúng ta phải nhấp OK, chúng ta xác nhận cái chuyện này. Và chúng ta lại phải làm sao đây ạ? Chúng ta lại phải quay ra cái trang Word này. Bây giờ tôi và các bạn phải làm sao đây ạ? Close, đóng cái tài liệu này vào đã. Word có thể mở nhưng mà cái tài liệu, cái chương trình Word thì có thể mở không liên quan, nhưng cái tài liệu mà soạn trong Word đó thì bắt buộc là phải đóng rồi. Bây giờ chúng ta nhập lại lần thứ hai xem có nhập được không. Vào File, vào Place, và lần này chúng ta lại chọn lại cái file đó, Open. Sau khi nó đọc một chút thì nó sẽ hiện ra một cái dấu nhắc như thế này cho chúng ta ở trong cái con trỏ chuột, và nó sẽ treo một cái đoạn văn bản chính là những dòng đầu tiên với những cái chữ đầu tiên để cho chúng ta ngó xem, chúng ta xem có đúng là cái file văn bản để cho chúng ta muốn nhập hay không. Và bây giờ tôi chỉ cần đặt vào đây, tôi click chuột một cái, lập tức nó sẽ nhận diện được cái nó sẽ nhận diện được cái độ rộng của cái bát chữ mà chúng ta đã làm, và lập tức nó sẽ tự căng ra, nó tạo ra một hộp vừa đúng bằng cái bát chữ mà chúng ta đã làm đó. Và như vậy là chúng ta đã nhập được cái nội dung text vào trong cái trang InDesign của chúng ta. Tuy nhiên là nhìn ở đây thì chúng ta thấy có vấn đề. Đó là hiện tại tài liệu của tôi mới có một trang thôi mà nội dung tôi nhập vào có thể là rất dài. Thế thì đến đây thì nó báo là cái trang này đang không đủ chỗ để chứa cái khối text đó. Vậy thì tôi sẽ phải làm thế nào để tôi lấy cái khối text thừa ra tôi đưa sang các trang khác? Thế tôi có thể là đưa sang bằng cách là tôi tạo trang mới đã. Đó. Sau khi tạo trang mới rồi thì tôi sẽ về cái đáy của cái hộp vừa rồi. Cái dấu hiệu này nó rất rõ là như thế này. Bạn sẽ nhìn thấy là có một cái hộp đỏ ở đây. Này, một hộp đỏ nằm ở gần đáy của bên phải, gần đáy của cái hộp đấy. Có dấu hộp đỏ này. Đấy chính là cái biểu tượng là thông báo là không đủ chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bằng cách là bấm vào cái điểm đỏ đó để chúng ta lấy cái khối tích thừa ra. Đây, kích chuột vào này.
Sau khi mà chúng ta click vào và chúng ta lấy được cái nội dung ra thì cái dấu đỏ sẽ bị mất đi và chúng ta lại thấy một khối văn bản được treo vào đầu hoặc công cụ như thế này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ lại sang trang mới và tôi kích, tôi thả vào đây, nó lại tự động nó căng ra vừa đủ cái hộp chứa text ở cái phần mắt chữ liên quan tới trang đó, và lại xem tiếp còn hay không, vẫn còn đúng không. Bây giờ tôi sẽ chèn thêm một số trang vào đây, layout page vì sách nó có nhiều trang đúng không, tôi insert, tôi insert độ khoảng hai trang nữa, ba trang nữa đi. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác là lại copy và paste sang bên kia. Tuy nhiên nếu mà copy và paste như thế thì chúng ta sẽ tương đối mất thì giờ, tức là mỗi một lần tôi lại phải copy tôi vứt sang, và nếu như nó vẫn chưa đủ chỗ thì lại phát sinh thêm trang rồi lại cấu cái đoạn thừa đấy lại đưa sang trang khác. Thế thì bây giờ tôi muốn là tiết kiệm bớt thời gian, đó là làm sao tôi đổ vào nó hết một trang mà nó chưa đủ chỗ, thì tôi mong muốn rằng là cái khối tách thừa đó nó treo sẵn ở trong trỏ chuột của tôi, để tôi cứ thế là tôi sang trang mới tôi bấm vào thôi. Thì thao tác này chúng ta sẽ làm như sau. Khi mà chúng ta lấy cái khối tách thừa này thì hãy lấy ra, và trước khi đổ thì chúng ta nhấn phím An cho tôi. Đây. Nhấn phím An khi mà chúng ta kích chuột thì nó được cái vấn đề gì? Nó được là nếu như mà cái chỗ này mà không đủ, lập tức cái khối tách thừa nó sẽ được treo sẵn ở trên cái trỏ chuột cho tôi. Tôi không cần phải bấm vào cái điểm đỏ để tôi lấy cái tách thừa ra nữa. Và đây, sang trang mới tôi lại nhấn An tôi đổ tiếp. Đó. Sang trang mới tôi lại nhấn An tôi đổ tiếp. Cho tới khi nào mà tôi đổ được hết cái khối văn bản này thôi. Nếu mà chưa đủ chỗ thì tôi lại làm sao đây? Tạo thêm vài trang nữa và cứ thế nhấn An đổ cho tới khi nào mà không còn gì nữa nhỉ? Không còn tách thừa nữa thì thôi. Đúng không? Thế đây là một cách. Thế còn nếu như mà bạn lại muốn làm theo đúng kiểu sách, nhưng mà riêng sách thôi nhá, riêng sách thôi, thì bạn làm được cách này. Đây, bây giờ tôi lại tạo ra một trang mới và tôi làm từ đầu cho bạn xem cái phương pháp mà chúng ta làm việc với sách. Đây, đây. File này, place này, chọn cái tệp văn bản này. Bây giờ thay vì việc nhấn An, bạn nhấn Shift vào thôi. Để ý là bây giờ tôi mới chỉ có một trang duy nhất thôi nhé, một trang duy nhất thôi. Giữ Shift này, đổ này. Thế bạn thấy nó tạo ra cái gì ạ? Nguyên tắc khi mà chúng ta đổ mà chúng ta giữ Shift thì nó sẽ đổ hết cái trang hiện tại. Nếu mà trang hiện tại mà chưa đủ chỗ, lập tức nó sẽ tự động nó bò sang trang kế tiếp để nó đổ. Trang kế tiếp chưa đủ, nó lại bò tiếp sang trang kế tiếp nữa để đổ tiếp. Cho tới khi nào hết thì thôi. Còn trường hợp mà nó tự động nó bò từ trang nọ sang trang kia để đổ nội dung text nhưng mà lại không đủ trang chẳng hạn. Trường hợp này thì chắc chắn không đủ trang rồi. Đấy. Chúng ta thấy là cái nội dung này nó chiếm mất là gần 9 trang mà chúng ta chỉ có một trang duy nhất lúc đầu tiên. Vậy thì sau khi mà nó đổ hết cái trang một đó và nó định bò tiếp sang trang thứ hai nhưng nó lại không tìm thấy trang thứ hai đâu cả thì lập tức nó tự động phát sinh ra trang thứ hai. Đấy, trang thứ hai không đủ, nó tự động phát sinh tiếp trang thứ ba cho tới khi nào mà nó phát sinh đủ cái trang để chứa cái lượng text này của chúng ta thì thôi. Đấy, nhưng mà cái lệnh này thì tôi nhắc lại là bạn chỉ được phép dùng khi nào mà bạn làm sách thôi nhé. Tại vì sách thì nó sẽ cái mạch của nó là mạch liên tiếp, cho nên nếu mà có tự phát sinh ra thì nó cũng vẫn cứ nằm ở trong cái mạch đó. Còn cấm kỵ tuyệt đối không được dùng cái cách giữ Shift này khi mà bạn làm một cái gì đó khác sách nhé. Báo không được, tạp chí không được nhé. Đấy là những cái thứ mà nó có ngắt nội dung mà mình đổ theo kiểu tự nhiên, tức là một mạch như thế này là đến lúc mà chúng ta không thể nào tìm được cái đoạn mà chúng ta cần cắt ở đâu mà không quản lý được. Nhưng mà sách thì nó tuần tự như tiến, hết cái trang nọ nó đến trang kia, hết chương nọ đến chương kia, thì cái mạch của nó là cái mạch xuyên suốt và duy nhất, thì bạn được phép đổ như thế này.
Ok, như thế là chúng ta sẽ như vậy là chúng ta biết thêm được cái cách đầu tiên là đưa văn bản vào đúng không? Văn bản và trong đó chúng ta sẽ có 3 phương án khác nhau. Một là gõ trực tiếp, nhập trực tiếp văn bản vào trong InDesign như là gõ trong Word. Đấy là một cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta copy một cái khối văn bản từ đâu đó, miễn là copy được. Và sau đó thì chúng ta sẽ paste nó vào Word vào trong cái trang Word ở trong trang InDesign của chúng ta. Và trường hợp thứ ba là chúng ta nhập nguyên cái nội dung của một tài liệu Word ở bên ngoài vào. Đấy, yêu cầu đầu tiên là tài liệu Word đó phải đóng ở trạng thái đóng chứ không được mở. Mở thì không được phép nhập vào vì nó sợ rằng là sẽ có sửa đổi ở trong đó. Và khi nhập vào thì chúng ta sẽ có cái trường hợp là nó không chứa đủ ở trong hộp chữ đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lấy cái khối tích thừa để chúng ta đổ nó sang cái cột tiếp theo hoặc trang tiếp theo. Nếu mà muốn giảm bớt cái thao tác thì chúng ta khi trước khi đổ chúng ta nhấn Alt thì nó sẽ tự động nó treo cái gì nhỉ? Treo cái khối văn bản thừa vào trong đầu chuột cho chúng ta để cho chúng ta có thể đổ tiếp sang cột tiếp theo hoặc trang tiếp theo ngay lập tức mà không cần phải lấy cái khối văn bản thừa đó. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp chúng ta sử dụng cái gì? Chúng ta sử dụng phím Shift khi đổ thì nó sẽ đổ cho chúng ta một mạch cho tới khi nào hết cái khối văn bản thì thôi. Đấy. Tất nhiên trường hợp mà các bạn copy cũng có thể dùng cái cách đó được nhé. Copy ở nguồn ở bên ngoài sau khi dán vào vẫn có thể sử dụng Shift hoặc Alt được, nhưng mà lưu ý rằng là cái phương pháp giữ Alt thì có thể áp dụng được cho nhiều cái ấn phẩm khác nhau, nhưng phương pháp giữ Shift thì chỉ được phép áp dụng khi mà bạn sử dụng cái tách đó cho cái ấn phẩm là sách do cái mạch của nó là mạch xuyên suốt. Đấy. Có thêm trang bớt trang thì nó cũng vẫn là nằm ở trong cái mạch của một quyển sách thôi chứ nó không bị cắt giữa chừng giống như là tạp chí hoặc là báo. Đấy, thì có cái mấy cái điều đấy, đầu tiên là chúng ta lưu ý về về độ tách vào.